Chào bạn, mình Hero và đây là chuyên mục review đến từ Solong Media. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một thiết bị trong loạt sản phẩm mới của Sony mới ra mắt tuần qua. Đó chính là chiếc WH-CH400. Đây là một chiếc tai nghe on-ear nữa trong phân khúc giá rẻ của Sony. Và không để các bạn đợi lâu nữa, giờ mình sẽ mở hộp và trên tay em nó. Hộp của CH400 cũng không có gì đặc biệt lắm, vẫn là thiết kế mặt trước là hình ảnh và tên của sản phẩm. Mặt sau là một số thông tin có liên quan để các bạn có thể tham khảo thêm. À quên, lần này Sony còn cẩn thận làm thêm một cái chỉ dẫn kết nối ở mặt dưới đế hộp nữa. Bên trong thì ta sẽ có một vài phụ kiện đi kèm, bao gồm một giấy bảo hành chính hãng, một vài tập sách hướng dẫn sử dụng và đương nhiên không thể thiếu cáp sạc micro USB. Vì CH400 là một chiếc tai nghe Bluetooth thuần túy nên rất tiếc ta sẽ không có dây 3.5 để kết nối. Giờ là sản phẩm của chúng ta. Có thể nói CH400 là một chiếc tai nghe on-ear nhưng lại thiết kế theo hướng mở, tức là vành tai nghe sẽ không ôm lại mà được làm vát tròn. Ưu điểm của cách này là các bạn sẽ đeo rất thoải mái. Chiếc tai nghe này nhìn khá là đơn giản đến tối giản luôn. Sony gần như giản lược tất cả những gì có thể giản lược ở trên chiếc tai nghe này. Với việc tạo ra nó đến 90% là nhựa sần. Chi tiết các bạn có thể thấy như ở trên hình. Thực sự cảm giác cầm trên tay này không tốt lắm vì nó được làm bằng nhựa. Mình cảm giác nó khá là mỏng manh. Thậm chí cái chiếc tai nghe này nó còn không thể gập lại được vì cái phần gọng của nó là gọng hàn chết. Dù vậy thì cái kích thước của nó cũng khá là nhỏ nên các bạn có thể đút vào cằm tương đối là dễ dàng. Trên cổ tai phải các bạn có thể thấy nút điều khiển của tai nghe. Tức sẽ có phím tăng giảm âm lượng kiêm truyền bài, nút tắt bật kiêm dò Bluetooth, đèn báo và cuối cùng là nơi cắm sạc. Mic của thiết bị được bố trí cách đó không xa lắm. Phần headband là một trong những cái phần mình khá là không thích ở CH400 khi nó quá mỏng manh. Nếu gặp lực tác động lớn, khả năng rất cao là sẽ gãy gọng. Mà gọng nhựa kiểu này thì gãy là 99% ở mọi sửa. CH400 là một chiếc tai nghe mà mình cho là Sony đã xử lý không tốt về gia công. Mặc dù cảm giác đeo không quá tệ, nhưng cảm giác cầm nắm và bảo quản trong quá trình sử dụng rất không ổn. Phần đệm tai cũng thế, gây cảm giác là tai nghe của hãng nào ấy, chứ không phải là Sony. Tương đối quan ngại là nếu mà pad da này bong, không biết Sony có bán ra cái pad da để thay thế hay không. Chứ kiểu củ tai này tìm đồ thay thế là rất khó. Chưa kể cái kiểu thiết kế này khiến chất âm lọt ra ngoài khá nhiều. Và đó cũng là một trong những cái điều tương đối khó chịu khi thưởng thức âm nhạc trên thiết bị này. Mình khuyên là các bạn nên sử dụng CH400 trong môi trường tương đối yên tĩnh để có thể thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn nhất. Dĩ nhiên, vẫn có một điểm bù lại là cảm giác đeo của CH400 rất tốt. Việc bị đau tai sau một khoảng thời gian dài hầu như không xuất hiện. Đương nhiên vì củ tai của nó ôm chặt lấy tai bạn đâu. WH-CH400 sẽ là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những người có yêu cầu không quá cao về âm thanh, muốn một chiếc tai nghe có thể nghe tạp tốt. Các giải âm trên chiếc tai nghe này khá cân bằng, không có một giải nào thực sự xuất sắc vượt hẳn lên. Nhưng bởi có một thiết kế tương đối mở, cảm giác âm trường của CH400 thoáng đãng hơn nhiều những chiếc tai nghe on-ear khác mà chúng ta thường thấy. Với những bản nhạc pop, dance nhẹ nhàng, chiếc tai nghe này vẫn đem lại những giây phút trải nghiệm thú vị. Và mặc dù vocal không hề là thế mạnh của CH400, cũng sẽ không có vấn đề gì nếu như bạn dùng nó để nghe Anh Tuấn. Có những người không hề thích những chiếc tai nghe on-ear quá lớn. Và nếu bạn là người như vậy, CH400 là sự lựa chọn không tồi. Chiếc tai nghe này cũng phù hợp với những đối tượng cần cho mình một chiếc tai nghe Bluetooth có độ cô đọng cao, thoải mái khi đeo và sở hữu thời lượng pin tốt. Nếu bạn thấy tất cả những điều trên là những thứ mình đang thiếu, hãy chọn CH400. Ok, đó là những gì mình muốn chia sẻ nhanh về chiếc CH400, chiếc on-ear giá rẻ mới của Sony. Hãy đăng ký kênh của Solong Media để theo dõi thêm những video trên tay thú vị hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.